Liêu trai chí gì? Cô gái nghĩa hiệp. Thư sinh họ Cố người Kim Lăng, học rộng tài hoa nhưng nhà rất nghèo. Lại vì có mẹ già không nỡ rời dưới gối, nên hàng ngày chỉ vẽ thuê vẽ mướn để kiếm ăn. Đã 25 tuổi mà vẫn vòng không lạnh lẽo. Trước cửa nhà chàng có một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu. Một hôm có một bà già cùng một cô gái đến thuê để ở. Vì thấy không có đàn ông nên chàng cũng chưa tiện hỏi thăm gốc tích của họ. Một hôm tình cờ từ ngoài về, chàng gặp cô gái trong phòng mẹ đi ra. Tuổi chừng 18-19, xinh đẹp, thanh tú, trên đời ít có người sánh kịp. Gặp chàng, cô không tránh mặt nhưng có vẻ nghiêm lạnh. Chàng vào nhà hỏi mẹ, bà ấy bảo đó là cô gái ở nhà trước cửa sang mượn thước và kéo may. Cô vừa cho biết nhà cũng chỉ có một con một mẹ. Trông cô có vẻ không phải con nhà nghèo. Hỏi sao không lấy chồng, đáp vì còn mẹ già. Để mai mẹ sang chào bà cụ, nhân tiện dò xem sao. Nếu ước vọng của con không cao xa quá thì con có thể phụng dưỡng mẹ già thay nàng. Hôm sau bà qua nhà cô gái, thấy mẹ nàng là một bà lão điếc. Nhìn trong nhà tịnh không còn một bữa gạo cho ngày mai. Hỏi cách sinh sống thì chỉ trông nhờ vào hai bàn tay cô gái. Dần dà mẹ chàng đem chuyện kết thân giữa hai nhà ra ướm hỏi. Bà cụ như ý cũng bằng lòng, nhưng còn quay sang bàn bạc với cô gái. Nàng nín lặng xem chừng không được. Mẹ mới về kể lại cho con nghe và tỏ ý ngờ vực nói. Hay là cô ấy ngại nhà mình nghèo chăng? Tính tình nghiêm nghị không nói không cười, xinh như đào mận mà lại lạnh lùng như sương tuyết, thật là kỳ lạ quá. Mẹ con than tiếc một lúc rồi cũng bỏ qua. Một hôm chàng ngồi ở phòng, bỗng có một thiếu niên đến nhờ vẽ tranh. Chàng ta dung nhan đẹp đẽ nhưng ý tứ thì khá buông tuồng. Hỏi ở đâu đến, đáp là ở thôn quê. Sau đó vài ba ngày lại đến một lần nữa. Lâu dần thành quen, cười đùa cợt nhả. Chàng xuồng xã ôm choảng lấy, cũng không chống cự gì lắm, liền tư thông với nhau. Từ đấy đi lại rất thân thiết. Gặp khi cô gái đi ngang, thiếu niên đưa mắt nhìn, hỏi là ai, chàng mới đáp là cô hàng xóm đấy. Thiếu niên nói, đẹp thì đẹp thật mà sao thần sắc đáng sợ thế. Lát sau chàng vào nhà trong, mẹ mới bảo vừa rồi cô gái sang xin gạo, nói đã hai ngày bếp không đỏ lửa. Cô gái thật có hiếu nhưng nhà nghèo quá, kể cũng đáng thương, ta nên chu cấp ít nhiều. Chàng nghe lời mang đấu gạo sang, gõ cửa nói là ý mẹ. Cô gái nhận gạo cũng không cảm tạ. Hàng ngày nàng sang nhà, thấy mẹ chàng may vá, cũng vá áo sâu kim giúp mẹ. Ra vào trong nhà làm lụng mọi việc như con dâu. Chàng càng thêm biết ơn nàng, mỗi khi có ai biếu xén thức gì đều chia ra biếu lại mẹ nàng. Cô gái vẫn không hé răng nói một lời cảm tạ. Bỗng nhiên mẹ chàng mọc cái nhọt ở chỗ kín, đêm ngày kêu khóc. Cô gái thường xuyên đến tận giường chăm sóc, rửa mụn bôi thuốc cho bà ngày ba bốn bận. Mẹ rất áy náy nhưng cô không nề hà chuyện bẩn thỉu. Mẹ mới nói, ôi làm sao có một nàng dâu như con trông nom mẹ lúc tuổi già để chết cho mát mẹ đây. Nói xong buồn bã nghẹn ngào. Cô gái an ủi bà rằng, anh nhà là người con chí hiếu, còn hơn cảnh nhà cháu mẹ quá con cô ấy gấp trăm lần. Mẹ mới nói, tới lui hầu hạ bên giường nào phải là việc của người con trai hiếu làm nổi đâu. Và lại thân này cũng đã xế chiều, hôm trái nắng trở trời chẳng biết thế nào, nên rất khắc khoải về một người nối dõi. Đang nói thì chàng vào, mẹ mới khóc bảo, mẹ mang ơn nương tử nhiều lắm, con chớ quên báo đáp. Chàng mới cúi đầu vái tạ. Cô gái nói, chàng kính trọng mẹ tôi không vái tạ, chàng vái tạ làm gì. Do đấy chàng càng thêm kính yêu, nhưng cử chỉ nàng rắn giỏi không đằm thắm, nên mảy may chẳng sàm sỡ được. Một hôm cô gái ra khỏi cửa, chàng đăm đăm nhìn theo. Nàng bỗng quay đầu lại cười tươi tắn. Chàng mừng rỡ vì việc xảy ra đến ngoài ý muốn, bèn chạy sang nhà, chọc ghẹo cũng không kháng cự, nên vui sướng cùng giao hoan. Xong xuôi mới nài rằng, việc này chỉ có một lần, không có lần thứ hai đâu nhé. Chàng không đáp mới ra về. Hôm sau lại hẹn thì nàng nghiêm nét mặt, không ngoái nhìn, đi thẳng.
ngày ngày nhiều lần qua lại, thường gặp nhau luôn. Nhưng nàng không hề làm bộ tươi cười hay dùng lời đưa đẩy. Hơi đùa cợt một chút đã nghe những câu lạnh người. Một hôm, nhân chỗ vắng người, nàng chợt hỏi: "Chàng thiếu niên hàng ngày vẫn đến là ai thế?" Chàng mới kể tình đầu, nàng bảo: "Đã nhiều lần y có những cử chỉ thái độ vô lễ với thiếp rồi. Vì là chỗ thân quen với chàng nên thiếp đành bỏ qua. Nhờ chàng chuyển lời, nếu còn tái phạm tức là không muốn sống nữa đấy." Đến tối, thiếu niên tới, chàng nói lại rồi dặn thêm: "Anh phải cẩn thận, người ấy không đụng đến được đâu." Thiếu niên nói: "Không đụng đến được, sao anh lại đụng được?" Chàng chối là không có chuyện ấy. Thiếu niên nói: "Nếu không có gì, sao những lời thô lỗ cợt nhả kia lọt vào tai anh được?" Chàng không biết nói thế nào. Thiếu niên nói: "Cũng phiền anh chuyển lời hộ, cô nàng đừng giả vờ nghiêm nghị nữa, nếu không tôi nói toạc ra cho mọi người biết đấy." Chàng rất giận, đỏ mặt tía tai, thiếu niên bèn bỏ đi. Một đêm, chàng đang ngồi một mình, bỗng nhiên cô gái tìm đến cười bảo: "Em với chàng tình duyên chưa dứt, lẽ nào không phải số trời?" Chàng mừng cuống lên, ôm nàng vào lòng. Đột nhiên, nghe tiếng giày lộp cộp, hai người tỉnh dậy giật mình, thì thiếu niên kia đã xô cửa bước vào. Chàng kinh hãi hỏi: "Cậu làm gì vậy?" Anh ta cười đáp: "Tôi đến để xem con người trinh trắng đấy thôi." Rồi ngoái nhìn nàng nói: "Hôm nay không chê trách người khác nữa ư?" Cô gái đỏ lừng gò má, lông mày dựng đứng lên, không nói một lời. Nàng hất mạnh vạt áo để lộ một chiếc bao ra, thuận tay rút phát ra một con dao găm sáng loáng, dài chừng một thước. Thiếu niên trông thấy sợ hãi bỏ chạy, đuổi theo ra đến cửa, nhìn quanh thì đã mất hút. Nàng cầm dao găm ném vào khoảng không, chỉ nghe một tiếng giạt đã thấy hiện ra một luồng sáng rực rỡ như cầu vồng. Lát sau nghe tiếng một con hổ trắng đầu vào mình mỗi thứ văng một nơi, nhìn mà thất kinh. Cô gái nói: "Anh bạn đẹp trai của chàng đó, tôi đã dằn lòng tha thứ, nhưng hắn nhất định không muốn sống, thì biết làm thế nào?" Rồi nàng cất dao vào bao. Chàng cố kéo trở vào phòng, nàng bảo: "Vừa rồi yêu quái làm mất cả hứng, xin hãy để đêm mai." Nói đoạn ra cửa đi thẳng. Đêm sau, quả nhiên cô gái lại đến, bèn cùng nhau ân ái. Hỏi về kiếm thuật, nàng mới đáp: "Đó không phải là điều chàng nên biết, hãy giữ kín, nếu lộ ra, e tai vạ đến chàng." Lại bàn chuyện hôn nhân, cô gái nói: "Đã chung chăn gối, lại lo liệu việc nhà, không phải vợ thì còn là gì? Đã là vợ chồng, hà tất phải nói đến cưới hỏi?" Chàng hỏi: "Hay chê tôi nghèo?" Nàng mới đáp: "Chàng đã đành là nghèo, nhưng thiếp giàu sao? Chung vầy đêm nay chính là thương chàng nghèo đấy thôi." Khi chia tay lại dặn: "Việc làm cầu thả này không thể thương luôn được. Lúc nên đến, thiếp sẽ tự đến, không nên đến thì ép buộc nhau có ích gì?" Về sau mỗi lần gặp gỡ, hễ chàng nói chuyện riêng tư là cô gái lại tránh đi. Tuy nhiên, việc may vá nấu nướng vẫn là một tay nàng quán xuyến, không khác gì người vợ chính thức. Được mấy tháng, mẹ nàng chết, chàng dốc sức lo việc ma chay. Từ đó, nàng ở nhà một mình. Chàng nghĩ phòng không bóng chiếc, có thể tính chuyện chung trả được, bèn nhảy qua tường mà vào. Đến bên cửa sổ gọi mãi, nhưng rốt cuộc chẳng có một ai thưa. Bèn lại cửa chính nhòm vào, thì nhà trống không mà cửa vẫn cài. Trộm ngờ cô gái có nơi hẹn hò nào khác. Đến đêm lại tới, vẫn y như vậy. Bèn tháo viên ngọc vẫn đeo bên mình, để lại trên cửa sổ rồi đi. Hôm sau gặp nhau ở buồng mẹ. Khi chàng đi ra, cô gái theo sau nói: "Chàng ngờ thiếp ư? Mỗi người đều có tâm sự riêng, không thể nói hết với người khác. Này dẫu muốn chàng hết ngờ cũng đâu có được. Nhưng có một việc phiền chàng lo việc gấp." Hỏi việc gì mới đáp: "Thiếp có mang đã 8 tháng rồi, e sinh nở nay mai. Nhưng danh phận của thiếp chưa rõ ràng, chỉ có thể sinh con cho chàng, chứ không thể nuôi con cho chàng được. Chàng hãy thưa riêng với mẹ, lo tìm một người vú nuôi. Nói dối là con xin được, chứ đừng nói là do thiếp sinh ra." Chàng nhận lời, về kể lại với mẹ, bà mới cười bảo: "Con bé này kỳ thật, hỏi cưới thì không chịu, mà lại ăn vụng với con mình." Bà vui mừng làm theo lời nàng. Lại cách hơn một tháng, có đến mấy ngày cô gái không sang. Mẹ lấy làm ngờ, đến cửa dòm xem, thì cửa đóng mà nhà vắng lặng.
Gõ cửa hồi lâu mới thấy cô gái đầu tóc rối bù, mặt mũi không rửa, từ trong buồng bước ra. Mở cửa cho bà vào xong, liền đóng lại ngay. Vừa vào trong nhà, đã nghe tiếng trẻ khóc oe oe trên giường. Bà mới kinh ngạc hỏi: "Con sinh từ bao giờ vậy?" Nàng thưa: "Đã được 3 ngày. Giờ tã lót ra xem thì là đứa bé trai, má bụ bẫm trán rộng. Bà vui mừng nói: "Con đã vì già mà nuôi cháu, một mình lênh đênh rồi sẽ nương tựa vào ai?" Cô gái nói: "Điều con canh cánh trong lòng chẳng dám phơi bày cùng mẹ. Đợi đến lúc đêm hôm vắng vẻ sẽ cho cháu về với bà." Mẹ về nói chuyện với con trai cùng thầm cho là lạ. Đến đêm bế đứa trẻ về. Lại mấy đêm sau, vào khoảng nửa đêm, cô gái bỗng gõ cửa, bước vào tay xách chiếc túi ra cười nói: "Việc lớn của thiếp đã xong rồi, từ nay xin vĩnh biệt." Chàng vội hỏi duyên cớ, nàng mới nói: "Công ơn nuôi mẹ thiếp vẫn khắc sâu trong dạ. Trước đây chỉ từng nói một lần thôi, không có lần thứ hai, không phải có việc đem chung đụng gối chăn ra để báo đáp. Trước đây từng chỉ nói một lần thôi, không có lần thứ hai, không phải có việc đem chung đụng gối chăn ra để báo đáp. Chỉ vì chàng nghèo, không thể lấy được vợ, nên gắng sinh cho chàng một đứa con để nối dõi. Nhưng mong chỉ một lần là thành, chẳng ngờ lại thấy có kinh, nên phải phá giới lần thứ hai. Nay ơn chàng đã đền, chí thiếp đã toại, chẳng còn ân hận gì." "Trong túi có vật gì đấy?" "Là đầu kẻ thù đấy." Hé ra cho giọt thì râu tóc bắt vào nhau mà máu loang nhòa nhoẹt. Chàng sợ muốn đứt hơi, lại hỏi kỹ thêm. Nàng mới nói: "Trước đây không dám nói với chàng, vì sợ nếu lộ chuyện không giữ kín được. Nay việc đã xong, kể chàng nghe cũng chẳng ngại gì. Thiếp vốn là người Chiết Giang, cha làm quan Tư Mã, bị kẻ thù hãm hại, nhà cửa bị tịch biên. Thiếp phải cõng mẹ già đi trốn, ẩn giấu họ tên, chôn vùi tung tích đã 3 năm rồi. Sở dĩ không báo thủ ngay chỉ vì mẹ đang còn sống. Đến khi mẹ mất lại vướng khối thịt đang mang trong bụng, vì thế cứ nấn ná mà thành lâu. Đêm hôm nọ đi vắng, chẳng có duyên cớ gì khác, chỉ vì đường xá cổng ngõ chưa thông thuộc, sợ có sự nhầm lẫn mà thôi." Nói xong ra cửa lại dặn rằng: "Đứa con thiếp sinh ra hãy chăm sóc cẩn thận, chàng phúc mỏng lắm, chẳng sống lâu được đâu, con rồi sẽ làm rạng rỡ cửa nhà. Đêm khuya đừng làm kinh động đến mẹ, thiếp đi đây." Chàng đang rầu rĩ toàn hỏi đi đâu thì nàng đã vụt đi nhanh như chớp, chỉ nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Chàng than tiếc đứng sững như kẻ mất hồn. Sáng hôm sau nói chuyện lại với mẹ, hai mẹ con cứ tấm tắc là chuyện lạ lùng. 3 năm sau quả nhiên chàng mất. Đứa con 18 tuổi đỗ tiến sĩ phụng dưỡng bà nội cho đến hết tuổi già.